Chào bạn và chào mừng bạn đã quay trở lại với Hoàng Channel. Với những người dùng yêu phim ảnh thì có lẽ dịch vụ xem phim trả phí Netflix đã không còn là một dịch vụ quá xa lạ đối với chúng ta nữa rồi. Tuy nhiên ngày hôm qua, ngày hôm kia thì Netflix đã chính thức dừng cái việc là cho người dùng xem thử miễn phí một tháng đầu tiên. Và lý do tại sao lại như vậy thì các bạn hãy cùng nhau xem video rồi nhé. Intro. Nhằm tạo điều kiện cho người dùng trải nghiệm dịch vụ trước khi mà quyết định đăng ký thì Netflix đã cho phép người dùng sử dụng miễn phí trong vòng 1 tháng đầu tiên. Để mà tham gia vào cái chương trình này thì người dùng sẽ cần có một cái thẻ thanh toán quốc tế, ví dụ như kiểu là Visa hay là Mastercard hợp lệ. Và sau 1 tháng sử dụng miễn phí, nếu như người dùng không hủy thuê bao thì Netflix sẽ bắt đầu tính phí từ tháng sau đó. Và ngược lại, nếu như người dùng không hài lòng với dịch vụ của Netflix thì họ có thể hủy thuê bao bất kỳ thời điểm nào trong vòng 30 ngày dùng thử và không mất bất kỳ khoản phí nào. Trong suốt những ngày vừa qua thì Netflix vẫn đã có chương trình này với người dùng Việt Nam, nghĩa là chúng ta vẫn được dùng một tháng free đó. Nhưng mà tuy nhiên trong vài ngày gần đây thì nhiều người dùng cũng đã nói rằng họ không còn được dùng một tháng free khi mà đăng ký tài khoản Netflix mới nữa, nghĩa là chúng ta bắt buộc phải trả phí ngay cái tháng đầu tiên khi mà đăng ký Netflix. Và hiện tại thì Netflix chưa công bố bất kỳ một cái lý do nào rằng họ đã cắt một tháng sử dụng miễn phí dành cho người Việt. Tuy nhiên thì có quá nhiều giả thiết được đặt ra, và mình nghĩ cái giả thiết hợp lý nhất đó là việc đã có quá nhiều người sử dụng lợi dụng cái kẽ hở này để mà trục lợi. Hiện nay trên các mạng xã hội và trên các cái diễn đàn thì không khó để mà các bạn có thể tìm ra những cái bài đăng hay là những cái bài giao bán tài khoản Netflix với giá chỉ khoảng từ 20 cho đến 50 nghìn đồng một tháng, rẻ hơn rất là nhiều so với cái mức là 260 nghìn đồng một tháng cho gói Ultra HD mà Netflix đề ra. Sở dĩ thì có một cái mức giá rẻ như vậy đó chính là có những cái tiểu thương đã lợi dụng cái việc là sử dụng một tháng. Họ dùng những cái tài khoản Mastercard này, dùng những tài khoản Visa ảo để mà đăng ký tài khoản Netflix, sau đó bán cho khoảng 4 người. Thì từ đó thì họ trục lợi bằng cái cách như vậy. Do thời hạn sử dụng chỉ là 1 tháng, cộng thêm đó là không ít trường hợp tài khoản sau khi đăng ký thông tin thẻ không hợp lệ này, thì cái tình trạng account Netflix giá rẻ đã chết sau một cái thời gian ngắn sử dụng. Lúc này thì những cái tiểu thương đó sẽ bảo hành cho các bạn bằng cách là đưa cho các bạn một cái tài khoản khác, hoặc là cũng có những người trở mặt nhanh như là người yêu cũ của bạn vậy. Và với việc Netflix chấm dứt cái việc sử dụng một tháng miễn phí tại thị trường Việt Nam, hy vọng rằng cái tình trạng trục lợi bất chính này nó sẽ phần nào được giảm bớt. Như cá nhân mình nghĩ thì các bạn nên rủ khoảng tầm 4 cho đến 5 người nữa cùng mua chung một cái tài khoản Netflix, nghĩa là chúng ta chỉ phải trả khoảng tầm 50.000 đồng gì đó một tháng mà thôi, một cái mức giá mà mình nghĩ là nó sẽ không cao hơn quá nhiều so với việc các bạn mua một cái tài khoản nó không an toàn ở trên mạng. Dù vậy thì cái việc Netflix dừng cung cấp cái dịch vụ là dùng thử một tháng miễn phí tại thị trường Việt Nam nó chỉ là một cái giả thiết mà thôi, bởi vì đã có rất nhiều nước phát triển trên thế giới mà Netflix cũng không cho phép người dùng xem thử trong vòng 1 tháng. Và các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến cá nhân phía bên dưới, và các bạn có dùng Netflix để xem phim hay không cũng cứ comment nhé. Và đừng quên bấm subscribe, bấm chuông để mà theo dõi những video mới nhất từ bọn mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Peace. Với những người yêu Netflix đã không còn là một dịch vụ đã quá bật máy rồi nhỉ. Được.